ស្រីទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើសឡខ្មែរមួយមុខទៀតហើយគឺសឡប្រហើរហើយនេះគឺជាគ្រឿងរបស់សឡប្រហើរដែលមានដូចជាស្អំល្ពៅនំស្លឹកផ្ទីផ្សិតហើយសម្រាប់ផ្សិតវិញគឺខ្ញុំដាក់ទឹកឆ្អើររួមជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏ធ្វើជាតឡនតខ្ញុំជាមួយនឹងទឹកម្រេចហើយខ្ញុំក៏ធ្វើប៉ែមបបរខ្មែរគឺប៉ែមខ្មែរគឺបបរត្រាងហើយសម្រាប់គ្រឿងទេសសម្រាប់ធ្វើសឡប្រហើរគឺមានដូចជាស្ករសប្រហុករដីទឹករដីរួមជាមួយនឹងខ្ជាយ ដែលនេះគឺជាគ្រឿងបុកដែលគ្រឿងបុកតាមពិតទៅមានច្រើនប្រភេទគ្រឿងបុកមានគ្រឿងបុកសម្រាប់កកូរគ្រឿងបុកសម្រាប់ស្លម្ជូរសម្រាប់អានេះវិញគឺសម្រាប់ស្លប្រហើរហើយអញ្ចឹងឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលវេលាយូរយើងចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់របៀបធ្វើខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះទេមិនមែនជាអ្នកជំនាញអីទេគេតើយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងត្បូងគឺខ្ញុ
sạch chuột này dùng thử ta liên tục về sát đảm bảo dùng chăn chăng là dùng chăn sạch chuột chẳng là dân chặt đam bẹp lái xóm cứ dựng bài vía dựng ngọn cát vía này dựng bài vía tam xong rồi đấy xong rồi bà lái xóa bà há miên tràn một dân ai nhằm việc bàn tam ở vậy để dân trong nhằm á đơn nhị khá cho nhằm lập bơi chẳng còn mạnh là lập bơi thì xóm có được như này. Thế cho người dân chặt đám trông và khóc lại cứ dân đã được bơi cho môn kế cô lập bơi về riêng ở thời ca pê về du đam bơi chung ăn bia dân bọc ly vi khát làm bây giờ chết
Chẳng là lỡ dân trừ đã ở cường xong chốn dân đã ta mà ca cua bao giờ nó sẽ mập score đấy nhưng mà ở tập của mà mình có ôm bên đứng cư nhầm đạn score và bởi tập riêng hãy xin mập tập đi dân. Ok, chẳng là dùng chọc đầm thêm cường trong cáo cho bà hả. Chẳng cường này cứ bà lại sạc sạc đó nhìn đã cao kế. Mánh xóm, lập ba. Tí. Chẳng là dùng đã cường bà hả. Hả này cứ mật tê, tâm. Trái chả ai dùng bọc chuột nía nè, hay nước xí nè, rồi lấy dùng đạn chuột. Anh ấy cứ cương hoặc trái bọc, dùng đạn bị chuột đấy. Lấy dân bông tà lon ton ở phía dân đã khai nhạc đầu tên đầu chẳng là lấy tòa dân bán chín đôi giá dân là lấy dân ly cường tức chủ lộ mà rảnh của chúng cứ mình mà rảnh mình của chúng hai dân thật đại mà rảnh mà rảnh cứ mà rảnh lên hai bóc đi. Vậy đây cho nó dân cho bà tụi chúng. Để chẳng là đó dương chập đang thư bà em giờ là có tình hợp chỗ lắm. Thank you.
ឡូវក៏ចាប់ផ្ដើមរីកបដាបដាយើងដាក់ត្រាវចូលដើម្បីវារីកជាមួយនឹងកឥឡូវយើងដាក់ស្ករដាក់ម្លមងហើយខ្ទិះដូងខ្ទិះដូងដាក់ខ្ទិះដើមយើងដាក់រំងាស់វា